Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, màn tranh luận lép vế so với ông Trump của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước đã gây chấn động khắp Đảng Dân Chủ và đặt ra câu hỏi ai có thể làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ nếu ông rút lui. Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, cho tới khi được Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2024 thông qua, thì ông mới chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng. Theo tờ The Guardian, không có cơ chế chính thức nào loại bỏ tư cách ứng viên Tổng thống của ông Biden, ngoại trừ việc ông tự rút lui và sau đó các đảng viên Dân Chủ sẽ đề cử một ứng viên mới tại Đại hội Toàn quốc của Đảng, sẽ diễn ra ở Chicago từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8. Hãng BBC nhận định, dù khó có khả năng Tổng thống Joe Biden rút lui, song nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một cơn ác mộng về hậu cần và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giữa các đảng viên Dân Chủ khi chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày bầu cử. Nếu Tổng thống Biden rút lui, ông có thể chỉ định ai đó, có thể là Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên ưa thích. Điều này có tác động đến các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nhưng nó không mang tính ràng buộc. Bà Harris, người đã có tên trên phiếu bầu Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ, là một sự lựa chọn hiển nhiên để thay thế ông Biden. Nhà nữ lãnh đạo này đã được công nhận tên tuổi với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kỳ Phó Tổng thống, tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với bà không cao. Theo kết quả thăm dò trung bình do 538 theo dõi, 49% người Mỹ không tán thành bà Harris, trong khi chỉ có 39% tán thành. Bà Gretchen Whitmer, thống đốc bang Michigan trong hai nhiệm kỳ, là đảng viên Dân Chủ ở vùng Trung Tây. Người phụ nữ 52 tuổi này đã nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên phó tổng thống năm 2020. Bà hiện rất nổi tiếng và được nhiều chuyên gia suy đoán sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028. Trước đây, bà Whitmer từng vận động cho tổng thống Biden. Bà ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn, bãi bỏ lệnh cấm phá thai. Thống đốc California Gavin Newsom là một trong những người đại diện quyết liệt nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông thường xuyên xuất hiện trên các mạng tin tức ca ngợi ông Biden. Tuy nhiên, ông Newsom cũng có tham vọng chính trị của riêng mình. Ông thường được liệt vào danh sách ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2028. Và hiện giờ, nhiều chuyên gia của Đảng Dân Chủ cho rằng ông có nhiều khả năng sẽ thay thế ông Biden. Ông Pete Buttigieg có tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ. Ông từng tranh cử Tổng thống năm 2020 và thường được ca ngợi là một trong những người giao tiếp giỏi nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Ông Buttigieg đã giải quyết một số cuộc khủng hoảng công khai trong thời gian làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải, như vụ sập cầu Baltimore và cuộc khủng hoảng lịch trình của Southwest Airlines vào năm 2022. Ngoài các nhân vật được đề cập phía trên, vẫn còn một số ứng viên tiềm năng khác. Đó là thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, người đang rất được chú ý sau khi tái đắc cử vào năm ngoái tại một bang rất bảo thủ. Thống đốc Maryland Westmore đã nhận được sự chú ý đáng kể trong những tháng gần đây sau vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore. Các thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và Cory Booker thường được nhắc đến vì đã tranh cử tổng thống và được một số đảng viên Đảng Dân Chủ công nhận tên tuổi. Thưa quý vị, có vẻ như cả ông Biden và ông Trump đang tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với mục đích duy nhất là đánh bại đối phương. Họ không nhắc gì đến sự đoàn kết hay hàn gắn nước Mỹ. Không thể tìm thấy một sự đối lập nào lớn hơn trong cách mà ông Biden và ông Trump chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Không ai nhìn thấy bóng dáng ông Biden trong suốt một tuần vừa rồi. Ông ấy đã ẩn mình trong một khu nghỉ biệt lập dành cho Tổng thống, trại David, để chuẩn bị cho cuộc tranh luận, tham khảo ý kiến của 16 cố vấn đáng tin cậy và tập dượt các câu trả lời. Có lẽ chính sự chuẩn bị này đã gây tổn hại cho ông Biden. Rất có thể, ông đã bị nhồi nhét cả núi thông tin và lời khuyên, và ngay giây phút cuộc tranh luận bắt đầu thì hầu hết số thông tin này đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Ngược lại, ông Trump vẫn tiếp tục rong ruổi khắp nước Mỹ trong một lịch trình vận động tranh cử dày đặc. Ông thừa nhận rằng bản thân không nghiên cứu hay tập dượt gì cả.
Và đúng như dự đoán, nhiều câu trả lời của ông quanh co vòng vo, thông tin lặp lại như thường thấy. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nêu bật được những nội dung quan trọng bằng cách tấn công trực diện vào ông Biden. Nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ của mình liên quan đến kinh tế, an ninh biên giới, xử lý các vấn đề liên quan đến NATO và chỉ ra những yếu kém trong cách giải quyết các vấn đề này của chính quyền hiện tại. Khi nói về các vấn đề chính sách, ông Trump thể hiện phong thái tự tin, mạnh mẽ và chiến thắng trong phần lớn thời gian. Có hai vấn đề khiến ông Trump ấp úng, ông tỏ ra không chắc chắn và quá e dè khi trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Tòa nhà Quốc hội, nơi ông bị buộc tội sai về tội nổi loạn và phiên tòa chính trị được dàn dựng để xét xử ông tội can thiệp bầu cử. Ông Trump đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để nói về vụ án xử lý tài liệu mật của ông Biden. Công tố viên đã quyết định không buộc tội ông Biden vì lý do tuổi tác và sức khỏe tâm thần của ông ấy. Thực tế là ông Biden đã hủy bỏ Hiệp ước Abraham đang bước đầu góp phần giảm xung đột ở Trung Đông giữa các nước Hồi giáo và Israel. Những sự cường điệu trước cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump. Những ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận giữa Tổng thống đương nhiệm Biden và người tiền nhiệm, truyền thông chính thống và ekip vận động tranh cử của ông Biden đã phủ kín tin tức với những mong đợi dành cho hai ứng cử viên. Họ đã đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho màn trình diễn kém cỏi của ông Biden. Lý luận của họ là chỉ cần ông đạt mức bình thường, cũng đủ để được coi là chiến thắng. Ai cũng biết, ông Biden luôn thấy khó khăn khi phát biểu trước công chúng, khi tổ chức họp báo và khi xuất hiện trên truyền hình. Kế hoạch của ông Biden là tô đậm những thành tựu chính sách của mình, điều mà công chúng không mấy đánh giá cao. Tuy nhiên, CBS News trích dẫn tuyên bố của Nhà Trắng rằng ông Biden sẽ có một số bất ngờ lớn dành cho đối thủ của mình. Thực tế, không có bất ngờ lớn nào cả. Ông Biden đã có một màn thể hiện kém cỏi đến mức rất có thể ông đã làm mất đi rất nhiều sự ủng hộ dành cho mình. Ông Trump là một nghệ sĩ giải trí và người trình diễn. Ông Trump thích tương tác trực tiếp với công chúng, nhưng điều ông cần phải làm là tăng cường kiến thức về các dữ kiện và chính sách. Ông đã vận dụng hiệu quả lối châm biếm mỉa mai, hài hước và cường điệu khi tấn công đối thủ của mình. Ví dụ trước cuộc tranh luận, ông Trump đã nhiều lần thách ông Biden xét nghiệm sử dụng chất kích thích với niềm tin rằng nếu ông Biden có màn trình diễn tốt hiếm hoi thì đó chắc chắn là nhờ chất kích thích trợ giúp. Dưới con mắt của truyền thông, ông Trump là đối tượng bị soi xét từng lời nói, ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và từng cái đảo mắt. Tiêu chuẩn đặt ra cho ông Trump ở mức cao gần như không thể đạt được để trở thành người thắng cuộc. Ông Trump đã vượt qua được những mong đợi và đã duy trì được sự ủng hộ của những cử tri trung thành. Và có lẽ còn củng cố điều đó vững chắc hơn nữa. Chiến lược tranh luận giữa ông Biden và ông Trump. Cử tri Mỹ không lạ gì cả hai ứng cử viên Biden và Trump. Vậy nên mỗi ứng cử viên sẽ để cho đối phương của mình bộc lộ hết bản ngã. Và với hình thức tranh luận này, điều đó đã xảy ra đúng như vậy. Cả hai đã bộc lộ đúng bản chất trước công chúng. Các câu trả lời của ông Biden tập trung vào việc phủ nhận rằng các chính sách của ông đang thất bại trên mọi phương diện. Về đối ngoại, đó là việc quản lý yếu kém trong hoạt động rút quân khỏi Afghanistan, xung đột Ukraine-Nga, chiến tranh Israel-Palestine và các vấn đề liên quan đến Iran, Triều Tiên, Liban và Yemen. Ông Trump phản bác một cách thuyết phục rằng không có cuộc giao tranh nào phát sinh trong nhiệm kỳ của ông và rằng chính những hành động hoặc việc không hành động của chính quyền Biden đã dẫn đến các cuộc xung đột. Về chính sách đối nội, ông Biden đã không thể biện giải cho các quyết định của mình khiến các vấn đề lạm phát, kinh tế, nhập cư, nợ công và tội phạm vượt tầm kiểm soát. Chỉ có 36% người dân Mỹ cho rằng ông Biden đang làm tốt vai trò Tổng thống, trong khi chỉ có 26% nghĩ rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng. Ông Trump đã đưa ra lập luận thuyết phục rằng nước Mỹ mà ông bàn giao cho ông Biden năm 2020 đang ở tình trạng tốt. Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên Biden và Trump đều đưa ra rất nhiều thông tin sai trong cuộc tranh luận. Ông Biden tuyên bố rằng không có binh lính Mỹ nào thiệt mạng trong nhiệm kỳ của ông, nhưng thực tế là 13 binh lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc đánh bom cảm tử ở sân bay Kabul trong đợt rút quân khỏi Afghanistan và 3 binh lính thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Jordan vào tháng 1 năm nay.
Ông Biden tuyên bố ông Trump đã chia tách các gia đình nhập cư bất hợp pháp và để họ phải sống trong những chiếc lồng thép. Nhưng điều đó đã diễn ra từ dưới thời Tổng thống Obama. Ông Trump tuyên bố những người nhập cư bất hợp pháp về cơ bản là những người có vấn đề về thần kinh, những kẻ buôn ma túy, tội phạm hoặc khủng bố. Có hàng nghìn người như vậy. Nhưng so với tổng số ít nhất 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp được tiếp nhận vào Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Biden, theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Quốc hội, thì con số đó chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số quá lớn. Cả ông Biden và ông Trump đều có những lời lẽ lăng mạ cá nhân rất khó nghe khi bàn cãi về chính sách, hiệu suất công việc và tính cách của nhau. Ông Biden gọi ông Trump là một tên tội phạm bị kết án, vì ông đã bị kết tội trong một phiên tòa được dàn dựng do chính quyền Biden thúc đẩy và hậu thuẫn. Một công tố viên cấp cao của Bộ Tư pháp đã được chuyển về tòa án bang New York để truy tố ông Trump. Sau đó, vị công tố viên này đã vẽ ra một tội danh hình sự mới bằng việc truy tố một tội danh ở tòa cấp bang mà lẽ ra thuộc thẩm quyền của luật liên bang. Ông Biden cũng cáo buộc ông Trump có quan hệ nam nữ phức tạp với một diễn viên và vô đạo đức. Ông Trump chỉ ra rằng con trai của ông Biden là Hunter Biden mới chính là một tên tội phạm bị kết án liên quan đến việc sở hữu súng và ma túy bất hợp pháp. Cả hai đều gọi nhau là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông Biden đã có một màn lăng mạ xấu xí hơn ông Trump một cách bất thường. Cả ông Biden và ông Trump đã không bắt tay nhau cả trước và sau cuộc tranh luận. Đáng chú ý là trong phần phát biểu khép lại màn tranh luận, không ứng cử viên nào đưa ra được chương trình nghị sự tích cực với những hy vọng cho tương lai. Tổng thống Obama là người hiểu được sự cần thiết phải làm điều này khi lấy khẩu hiệu chiến dịch là hy vọng và thay đổi. Cả hai ứng cử viên năm nay, ông Biden và ông Trump, đều không đả động gì đến sự đoàn kết hay hàn gắn nước Mỹ. Một thành viên trong một cuộc phỏng vấn nhóm tập trung đã nói rất đúng rằng, có vẻ như ông Biden và ông Trump đang tranh cử với mục đích duy nhất là đánh bại đối phương. Cuộc tranh luận giữa ông đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đang được thổi phồng nhanh chóng thành cuộc chiến. Cuộc chiến này được hy vọng sẽ thay đổi nước Mỹ và định hình hướng đi của thế giới trong thời gian tới. Đối với ông Biden, cuộc tranh luận là cơ hội để ông chứng minh với những người ủng hộ rằng ông vẫn đủ năng lực cả về tinh thần và thể chất để tiếp tục một nhiệm kỳ nữa. Mặt khác, ông có thể ngăn chặn việc Đảng Dân Chủ đang mất đi những phiếu bầu của người da màu và người gốc Latin, thanh niên và phụ nữ. Đối với ông Trump, đây là cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu các chính sách và phong thái của ông trong tư cách Tổng thống có phục vụ đất nước tốt hơn phe đối lập hay không. Nhiều tuần liền, ông Trump đã gây sức ép cho ông Biden tham gia tranh luận. Ông Biden đã từ chối, có thể là vì lúc đó ông đang được đánh giá là mạnh trong cuộc thăm dò và có thể ông e ngại ông Trump. Ông chỉ đồng ý tranh luận khi các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho ông sụt giảm đáng kể. Các cuộc tranh luận của ứng cử viên tổng thống chưa bao giờ được tổ chức vào tháng 6, mà luôn vào tháng 9 và tháng 10, ngay trước thềm cuộc bầu cử tháng 11. Tại sao lần này họ lại tổ chức sớm? Đảng Dân Chủ luôn lo ngại rằng nếu họ đợi đến tháng 9 để tranh luận và ông Biden làm không tốt, thì họ sẽ không còn cơ hội nào trong cuộc bầu cử. Việc tìm một ứng cử viên khác thay thế cho ông Biden sẽ là điều kiện không thể. Nhưng e ngại này đã trở thành sự thật trong cuộc tranh luận đêm thứ 5. Đảng Dân Chủ và ông Biden đã e ngại việc tranh luận với ông Trump và sau cuộc tranh luận này, họ thực sự nên yếu thế hơn. Trong cuộc tranh luận năm 2020, ông Trump đã tấn công ông Biden một cách không khoan nhượng. Trong cuộc đua năm 2016 mà ông Trump giành chiến thắng, ông cũng sử dụng một chiến lược hung hăng khi tranh luận với bà Hillary Clinton. Để giành quyền kiểm soát và các quy tắc tranh luận, ông Biden chỉ đồng ý với điều kiện ông có thể chọn các quy tắc có lợi cho mình và bất lợi cho ông Trump. Các cuộc tranh luận của ứng cử viên tổng thống trước đây kể từ những năm 1980 đều do một cơ quan lưỡng đảng là Ủy ban tranh luận tổng thống tổ chức. Tuy nhiên, ông Biden đã từ chối hợp tác với ủy ban này. Ông Trump là người thích nói, ông đã độc chiếm các cơ hội phát biểu trong cuộc tranh luận trước đây, thường xuyên ngắt lời đối thủ và không thể ngừng lời. Những quy tắc kiểm soát thời gian và ngắt micro tưởng chừng như gây hại, nhưng hóa ra lại rất hữu ích đối với ông Trump. Những quy tắc này đã giúp cho ông ấy tập trung hơn, không ngắt lời đối thủ và không trình bày lan man. Nhìn chung các quy tắc đó đã khiến cho tính cách của ông ấy dịu lại. Trong số các quy tắc này, có quy tắc có lợi cho ông Trump, hai ứng cử viên sẽ không được sử dụng ghi chú. Ông Trump là người luôn luôn ứng khẩu nên chưa bao giờ phải phụ thuộc vào những tờ ghi chú viết sẵn, kể cả nếu có giấy trong tay thì ông ấy cũng sẽ không đọc. Ông Biden thì rất hiếm khi phát biểu mà không có những tờ ghi chú viết sẵn hoặc máy nhắc chữ. Ông Biden thường có sẵn trong tay những câu hỏi của nhà báo trước khi phát biểu trước công chúng. Ông ấy có thể đã bị ngợp vì không có các tờ giấy ghi chú viết sẵn làm bùa hộ mệnh.